Theo preview tập 3, Kang Ji Won sẽ thay đổi phong cách của mình và tham dự buổi hội ngộ cấp 3 với Jung Soo Su Min. Ở lần hội ngộ trước đó, cô cũng đã gặp những người bạn đã bắt nạt cô ở trường trung học. Jung Soo Su Min còn đưa cho cô đôi bông tay giả. Được biết, hồi Kang Ji Won học cấp 3, cô ấy thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và họ làm vậy vì Kang Ji Won là một đứa trẻ nghèo. Nhưng lần này cô ấy sẽ tham dự buổi họp mặt cấp 3 bằng cách thay đổi phong cách của mình. Hayon, đồng nghiệp tốt bụng, sẽ giúp đỡ Kang Jiwon thay đổi. Jiwon cắt tóc ngắn và trang điểm, trông cô rất tươi tắn, thanh lịch. Đến lúc Kang Jiwon tham dự buổi họp mặt cấp 3, tất cả bạn bè của cô ấy đều bị sốc. Somin cũng vậy. Trong buổi họp lớp, Kang Jiwon cũng gặp lại Baek Eunho, là bếp trưởng của nhà hàng sang trọng, là người từng thích Jiwon thời cấp 3 và dành nhiều tâm huyết viết thư tỏ tình với cô thế nhưng lời hồi đáp mãi nhận được lại là một lời từ chối thẹn quá hóa giận ưn hô đã nói những lời đầy ác ý khiến ji -won bị tổn thương sau khi gặp lại anh quyết định tỏ tình với ji won một lần nữa sumin có vẻ khó chịu vì Jiwon là trung tâm của sự chú ý ji sẽ nói với bố mình và thừa nhận tình cảm của mình rằng anh thích ji won bố của anh cũng bắt đầu tìm kiếm danh tính của người phụ nữ mà ji thích Liệu Ji Won cũng có cảm xúc giống như Ji Hook hay không? Hãy cùng đón xem diễn biến mới nhất ở những tập tiếp theo nhé! Được biết, trong những tập phát sóng đầu tiên, khán giả được thấy cuộc sống bi kịch của Kang Ji Won, Park Min Young thủ vai. Cô mồ côi, không có người thân và đã kết hôn với bạn trai lâu năm là Min Won, Lee Ji Kyung thủ vai. Tưởng đầu sẽ có một gia đình để nương tựa, nhưng thực chất, Ji Won bị mẹ chồng coi thường vì cảnh mồ côi. Bà ta cùng Min Wan sống ăn bám vào tiền lương của Ji Won nhưng lại coi Ji Won như người ở. Cho đến khi Ji Won bị ung thư, thứ khiến Min Hoan lo lắng chỉ là sắp tới đây sẽ không có người nấu cơm cho anh ta. Người duy nhất mà Ji Won tin tưởng chỉ có cô bạn thân Su Min, song hai yun thủ vai. Nhưng cô không thể ngờ, Su Min lại lén lút qua lại với Min -wan ngay tại nhà của cô. Trong ngày phát hiện ra sự thật, Ji Won đã bị chồng đẩy ngã, đầu đập vào bàn và chết ngay tại chỗ. Thế nhưng cô không thể ngờ mình lại tỉnh dậy ở thời điểm 10 năm trước. Đây là một phép màu mà người bố đã mất của cô đem đến. Jiwon nhanh chóng thích nghi với cuộc đời thứ hai và quyết tâm làm lại mọi thứ để báo thù. Đặc biệt ở cuộc đời thứ hai này, cô nhận được sự quan tâm từ Joo Ji-wook, Na In-gu thủ vai, một trưởng phòng điển trai thực chất là con trai nhà tài phiệt. Khán giả vô cùng mong chờ cuộc chiến báo thù thực sự bắt đầu cũng như tò mò về câu chuyện của Ji-hook, người mà bố của Ji-won đã nhắc đến trước đó, rằng sẽ chấp nhận đánh đổi để được ở cạnh và bảo vệ Ji-won. Được biết, nữ diễn viên Park Min-young đã có màn lột xác khi giảm còn 37 kg để vào vai nữ chính Kang Ji-won mắc bệnh ung thư. Kang Ji-won trải qua cái chết và tái sinh trong quá khứ, mở ra cuộc sống mới đầy thách thức. Diễn xuất đa sắc thái của Park Min-young hứa hẹn mang lại chiều sâu và cảm xúc cho nhân vật. Na In-gu và vai Yu ji Hook, người lạnh lùng với mọi người nhưng yêu đơn phương Kang Ji-won. Anh là trưởng bộ phận của UNK Food, đẹp trai và thông minh. Vai diễn của Na In-gu thay đổi từ lạnh lùng thành người yếu đuối vụng về trước tình cảm của Kang Ji-won. Anh sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ cô. Song Hyun thủ vai Jung So-min, cô bạn thân trà xanh quyến rũ và da vẻ người thơ. Vì tuổi thơ bất hạnh nên cô lúc nào cũng ghen tị với Kang Ji-won và âm mưu cấp chồng của bạn. Lee Ji Kyung đảm nhận vai Park Min Won, ông chồng vô trách nhiệm của Kang Ji Won. Anh có niềm tin phi lý rằng người vợ phải gánh vác mọi trách nhiệm, anh ta thì ngoại tình và lừa dối vợ, cuối cùng anh bị Kang Ji Won phát hiện và sát hại cô. Ngay khi vừa lên sóng, bộ phim đã đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích từ đông đảo các mọt phim cảm ơn các bạn đã đón xem video nếu bạn thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm nút like share và đăng ký kênh hóng phim để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại